Xin chào các bạn, Amy rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, hưởng ứng hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng với hoạt động do Hội đồng đội Trung ương phát động thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ, đồng thời hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thời gian qua, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã phát động đến các liên đội trong tỉnh thực hiện hát quốc ca và xây dựng clip thiếu nhi hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ trong tỉnh. Hoạt động ý nghĩa này đã được các liên đội cơ sở tích cực hưởng ứng với lòng tự hào, tình cảm sâu sắc. Quốc ca của nước ta là ca khúc Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Quốc ca là bài ca vĩ đại, là biểu tượng của mỗi quốc gia gắn với lịch sử đặc biệt, vận mệnh thiêng liêng và ý chí, khát vọng của mỗi dân tộc. Chào cờ và hát quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Do vậy, ở nhiều nước trên thế giới, việc hát quốc ca được coi là nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, được quy định hết sức nghiêm túc và theo thời gian đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người dân và trong toàn xã hội. Ca hát quốc ca vào thứ hai hàng tuần được duy trì thường xuyên ở liên đội trường tiểu học Kim Đồng. Qua cái việc hát quốc ca thì các em cảm thấy rất tự hào về đất nước Việt Nam và cảm thấy yêu hơn về quê hương của mình. Qua đó giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc Việt Nam và các em cảm thấy học tập tốt hơn. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp gần xa. Tiếng hát Tiến quân ca đã vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày khai sinh đất nước Việt Nam của chúng ta. Tiến quân ca mang theo ước vọng của cả dân tộc đi qua các cuộc trường chinh vệ quốc để non sông ca khúc khải hoàn. Máu của những người có non nước Việt Nam đã tô thắm màu cờ đỏ sao vàng để mỗi người dân được hát vang bài ca vĩ đại. Quốc ca Việt Nam là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Khi tiếng hát, tiếng quân ca cất lên từ trái tim mỗi người Việt Nam cũng là lúc niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trào dâng mạnh mẽ. Và như vậy, mỗi lần hát quốc ca là một lần người Việt Nam tự bồi đắp tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc để nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Điều này thật sự cần thiết đối với mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt đối với sinh viên, học sinh, để từ đó nâng cao ý thức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân qua từng việc làm cụ thể ở từng vị trí công việc cụ thể. Nói cách khác, nguyện vọng của cả dân tộc chất chứa trong tiếng quân ca phải được chuyển thành hành động để nước non Việt Nam ta vững bền. Khi mỗi buổi sáng thứ hai thì trường em thường hát quốc ca, thì em cảm thấy khi hát thì trường có một không khí rất là trang trọng và trang nghiêm. Em khi hát thì em cảm thấy rất là tự hào khi là một người công dân Việt Nam. Em muốn học thật tốt và trở thành một người công dân tốt để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Lời bài hát gửi lên trong mỗi người Việt Nam một tinh thần nồng nàn yêu nước, khắc sâu niềm tự hào dân tộc, ý chí rèn luyện bản lĩnh độc lập, tự cường, nhân lên tình cảm gắn bó đồng bào ruột thịt của con người Việt Nam với quê hương đất nước. Dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, mỗi khi lời bài hát, tiếng quân ca được cất lên trong một giai điệu tự hào ấy, mỗi người dân Việt Nam đều trong tư thế trang nghiêm và thành kính, kiêu hãnh hướng lên lá cờ đỏ sao vàng thắm máu cha ông. Hát quốc ca cũng chính là tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã quên mình hy sinh để nước Việt Nam ta từ máu lửa, rũ buồn đứng dậy sáng loà. Hát về truyền thống oai hùng Bà Trưng, Bà Triệu, hát về tinh thần cuộc khởi Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, hát về công lao trời biển của Bác Hồ với thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi khi cờ đỏ sao vàng được kéo lên, quốc ca lại cất vang với từng nhịp đi kiêu hãnh. Quốc ca, một tín hiệu riêng đồng thời cũng là một tình yêu riêng son sắc của riêng con Lạc cháu Hồng. Tiếng hát không chỉ cất lên bằng lời mà cất lên từ lòng ngực, từ huyết mạch trái tim, kết tụ từ khí thiêng sông núi ngàn năm. Nhằm hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thời gian qua, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã phát động đến các liên đội trong tỉnh thực hiện hát quốc ca và xây dựng clip thiếu nhi hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ trong tỉnh.
thông qua tổ chức thi hát quốc ca nhằm giáo dục sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, thanh thiếu nhi về sự nghiệp đấu tranh của đảng và nhân dân, các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần bồi dưỡng lập trường tư tưởng cách mạng, vun đắp lòng yêu nước, tin tưởng mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ. Cuộc thi cũng yêu cầu các đội thi có phần trình bày sáng tạo, thể hiện tinh thần yêu nước và khí thế của thanh thiếu nhi như gắn với lễ chào cờ, báo công tại các điểm di tích cách mạng trên địa bàn, xếp hình bản đồ Việt Nam, đồng diễn dân vũ, v.v. Quay MV clip hát quốc ca nhằm mục đích giáo dục truyền thống, đạo đức, cách mạng, khơi dậy các em niềm tự hào dân tộc. Và đặc biệt là đối với đội thiếu niên tiền phong thành phố Tam Kỳ thì hướng các em biết được những địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ nơi chúng ta đang sống. Qua cuộc thi này thì thấy được cái sự hào hứng của các em đội viên thiếu nhi và sự đồng lòng hỗ trợ của giáo viên tổng phụ trách đội thành phố Tam Kỳ để cùng nhau thực hiện clip để hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch của hội đồng đội tỉnh triển khai. Đây là cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các em học sinh trong tỉnh. Các liên đội trong toàn tỉnh cùng hướng đến các địa chỉ đỏ với tình yêu quê hương, tự hào truyền thống cách mạng. Hoạt động này dù mới được phát động nhưng đã nhận được sự hưởng ứng sâu sắc của các liên đội cơ sở, qua đó trở thành đợt sinh hoạt có ý nghĩa giáo dục, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, Hội đồng đội các huyện, thành phố đã nhanh chóng triển khai cho các liên đội cơ sở triển khai hoạt động hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ, đồng thời xây dựng các video clip về chủ đề này để tham dự cuộc thi do Hội đồng đội tỉnh phát động. Việc hát quốc ca dưới các địa chỉ đỏ là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với thầy trò nhà trường. Hoạt động này giúp cho các em thêm yêu Tổ quốc, giúp các em thêm hiểu biết về truyền thống đấu tranh cách mạng tự hào của dân tộc, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, động viên, nâng cao ý thức rèn luyện, vươn lên trong học tập của các em học sinh, để mai này góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn. Khi được tham gia vào động nghi lễ của thành phố Tam Kỳ mình, con được đi đến những nơi địa chỉ đỏ của thành phố Tam Kỳ, biết được về những di tích lịch sử và những hy sinh của những thế hệ anh hùng trước đây, còn làm cho con thêm yêu quê hương đất nước này hơn, khiến cho con cố gắng học tập để phấn đấu có ích được cho xã hội sau này. Tỉnh Quảng Nam chúng ta là một trong những địa bàn có những địa chỉ đỏ gắn với cuộc đấu tranh cách mạng qua các thời kỳ cách mạng của đất nước ta. Từ tượng đài chiến thắng Núi Thành, căn cứ Liên khu ủy và ban quân sự khu 5 ở Nam Trà My, di tích lịch sử khởi nghĩa làng Ông Tía, huyện Hiệp Đức, di tích cây thông 1 ở Hội An, nơi Đảng bộ Quảng Nam ra đời, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, v.v. Tất cả những công trình đó là kho tàng quý báu để thế hệ hôm nay thành kính tri ân sự hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ đi trước để tưởng nhớ và tự hào. Vì thế, hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ không đơn thuần là cuộc thi, mà qua đó còn khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu về truyền thống, về lịch sử vẻ vang của địa phương, của đất nước đối với các em thiếu niên, nhi đồng hôm nay và mai sau.